Đây bài 241 là nguyên lai chỉ thế ấy. Giờ thiền sư Trí Bằng chúng ta là Chí Minh à. Thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược à, Hoành Châu chứ không phải Bàn Châu nữa, Hoành Châu. Sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh chứ không phải là Trí Minh à. Tức là thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược, Hoành Châu. Sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh, nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà công ngộ à, Hoành á, Hoành Châu đó à, nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà công ngộ. Nhân vì chúng à, vì chúng trì bát. Trì bát chứ không phải sanh bát bảo. Trì bát tức là đi trì bát á. Thì Phong mới tự đề tượng mình rằng à, đây tức là đây nó lại thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược, Hoành Châu. Sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh, nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà không ngộ. Nhân vì chúng trì bát thì Phong tự đề tượng mình rằng: Vũ tẩy đạm hồng đào ngạc nộn, Phong diêu tiên bích liễu ti khinh. Tiên đây tức là chữ thiển đó, tức là thiển bích đó. Bạch vân ảnh lý quái thạch lộ, lục thủy quang trung cổ mộc thanh, y nhĩ thị hà nhân. Tạm dịch đây, cái bài dịch này cũng phải chỉnh lại một chút nè. Mưa rửa nhạt hồng đào non mởn à, tức là rửa nhạt á. Bởi vì trên là vũ tẩy đạm hồng đào đó à, mưa rửa nhạt hồng đào non mởn rồi gió phớt đưa liễu biết tơ bay à, phớt đưa tất nhiên là phong diêu và thiển bích á à, gió phớt đưa liễu biết tơ bay à, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Ôi ông là người gì? Cái câu này thì cũng thuộc về trong bài kệ luôn, nhưng mà đây là đánh máy nó lộn xuống dưới. Tức là mưa rửa nhạt đào hồng non mởn, gió phớt đưa liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Ôi ông là người gì? Đó. Thì sư mới đến Tiêu Sơn, thiền sư Thành hiệu là Khô Mộc thấy bề kệ liền khen: Ngày nay mới biết lão già này chính thấy tiên sư đến. Sư bèn thưa hỏi thêm về bài tán của Bảo Phong, thì thiền sư Thành mới bảo: Há chẳng nghe câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giáp Sơn à, cái này cũng sửa lại nè, Niêm Cảnh Giáp Sơn rằng à, tức là bỏ cái chữ sao và lại nói đó à, tức là há chẳng nghe câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giáp Sơn rằng: Ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội. Thì sư ngay đó liền khế hội liền thưa à, nguyên lai chỉ thế ấy. Thiền sư Thành mới bảo: Ông làm sao hiểu? Sư thưa: Mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu thâu, mùa đông tàn. Tàn này có dê, tức là tàn là ẩn chứa đó. Tức là mùa xuân thì nó xanh trưởng, thành ra chữ xanh này là ếch chứ không phải là ít nữa. Tức là mùa xuân xanh, xanh là xanh trưởng đó. Rồi mùa hạ lớn à, à, lớn lên à, tức là xuân sinh hạ trưởng đó à, thu thâu đông tàn. Thì mùa thu á, là thâu, thâu về, mùa đông là cất giữ à, chứa. Thì thiền sư Thành mới bảo: Ngay đó nên giữ. Sư liền ứng: Dạ. Thì như vậy cái bài kệ của ngài Bảo Phong, ngài tự ngài đề tượng mình thì mới nghe, thì mình thấy hoàn toàn là tả cảnh thôi à, nhưng mà ở đây thì ngài lại đề tượng, thì như vậy nó có cái ý thiền sâu xa trong đó à, tức là có đạo lý trong đó, nhưng mà với người thường á, thì thấy chỉ là tà cảnh thôi à, nghĩa là mưa rửa nhạt đào hồng non mởn, gió phớt đưa liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Coi như hoàn toàn tà cảnh thôi, không có gì hết à, chính ở chỗ này mà những người mà thường thường gọi là học giả đó, mà đọc những cái sách thiền á, thì nhiều khi hiểu lầm à, chính là nhiều ngày Quyền Quang đó, mà mấy cái bài thơ của ngài nhiều khi là những học giả họ cũng phê bình đó đọc những bài thơ thấy như hoàn toàn nhiều khi ta cảnh nó cũng ướt át nữa thấy theo cái phạm tình mà không thấy được những cái đạo lý trong đó. Ở đây cũng vậy, tức là cái tượng của ngài, tức là cái tượng chân dung đó
chân dung của Ngài, thì Ngài đề cái bài kệ này đó, coi như để mà nói lên cái ý nghĩa gì sâu xa trong đó. Bởi vì mê á, khi mình mê á thì là coi như bị vật nó chuyển, phải không? Lúc mê thì bị vật chuyển, cho nên thấy toàn là vật là cảnh thôi, do đó mà gọi là mất mình ở trong đó lúc nào không hay. Thấy cảnh thôi, cho nên là đâu có thấy được cái gì trong đó. Còn khi mình tỏ ngộ được, sáng được á, thì chuyển vật về mình, do đó mà thấy rõ đâu đâu cũng là sáng ngời hết, đâu đâu cũng đạo lý hết. Thì như vậy cái tâm thể không có một cái gì mà chẳng hiển bài, tức là không có cái gì mà chẳng hiển bài cái bộ mặt thật xưa nay của mình, đâu đâu cũng sáng ngời tâm thể trong đó hết. Có cái chỗ nào mà che ngại được, có gì che ngại được? Nếu mà thấy sáng rồi thì thấy cái gì là cũng sáng hết. Nhưng mà cái kỵ nhất là cái gì? Kỵ nhất là cái phân biệt sanh. Chính cái niệm phân biệt sanh là cái kỵ nhất. Vừa phân biệt sanh là theo cảnh, bị cảnh nó chuyển. Cho nên ở đây coi như là hai câu đầu: mưa rửa nhạt, đầu hồng non mởn, gió phước đưa, liễu biết tơ bay. Thì như vậy, nếu mà nhìn bằng cặp mắt thiền thì nó quá rõ ràng. Hiện tiền rõ ràng, phải không? Nhưng mà cảnh vật nó rõ ràng, nó tươi sáng đó, không một hạt bụi gì che hết. Mở mắt ra thì liền thấy ngay đó rồi, thì đâu còn đợi gì nữa. Mưa rửa nhạt thì đào hồng non mởn, nó bài lộ đó. Rồi gió phước đưa, liễu biết tự bay, đào hồng, liễu biết, nó hiện bài rõ ràng đó. Thì vậy là đối diện hiện tiền là còn gọi là che giấu gì nữa, có che giấu chỗ nào đâu. Rồi dưới bóng mây trắng đá là hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Dưới bóng mây trắng đó, trong đó có tảng đá lạ hiện bài dưới bóng mây trắng đó. Rồi trong cái ánh nước trong đó, cây xưa xanh, tức là dưới bóng, trong ánh, trong ánh nước, dưới bóng mây, nó có hiện bài cái gì trong đó. Thì như vậy là đạo lý nó cũng tràn trề trong đó. Muốn nói lên cái gì? Cái tượng đó là cái tượng vẽ đó là cái gì? Không phải là bóng mây, ánh nước trong hay sao? Nhưng mà cái gì biểu lộ trong đó? Cho nên ở đây cũng giống như là chỗ ngài Bùi Hưu, hình ở đây nhưng mà cao tăng ở đâu? Thành nên mới thấy chỗ đó thì mới thấy được đạo lý nó rõ ràng. Còn ở trên á, đào hồng liễu biết, thì vậy đào hồng liễu biết nó rơi rớt trong mắt ai? Đào hồng liễu biết đó thì như nó đang rớt ở trong mắt ai đó? Thì như vậy là có thiếu thiếu nào không? Mà ở đây cũng vậy, dưới bóng mây trắng, trong ánh nước trong, nó lộ bài cái đá lạ, cái cây xưa hiện bài trong đó. Thì như vậy có thiếu cái gì đâu. Coi như là dưới bóng mây đó, trong ánh nước đó, mình chỉ cần nhìn lại, nhìn lại xem thì cái gì đang hiện hữu đó. Chứ còn đừng có dội mà lầm theo cái bóng mây dưới ánh nước. Mình chỉ thấy cái bóng mây, thấy ánh nước thôi, mà không thấy được đá lạ, không thấy được cây xưa. Cũng như là thấy hình đây thôi mà quên cao tăng ở đâu đó. Là hỏi cao tăng ở đâu không, nhưng mà quên mất đang đối diện. Thì như vậy thấy đạo lý đầy đủ. Cho nên cái câu cuối thì Ngài mới nhấn mạnh: ôi ông là người gì đó. Ngài đó rõ ràng chưa? Cho nên khi mà nghĩa là Ngài Trí Bằng đó mới đến Tiêu Sơn, thì Thiền Sư Thanh hiệu là Cô Mộc có thấy bài kệ này mới khen: ngày nay mới biết cái lão già này chính thấy tiên sư đến. Thì ngay đó thì Ngài Trí Bằng đó, Ngài mới thưa hỏi thêm Thiền Sư Thành về cái ý nghĩa bài tán này. Thì Ngài Thiền Sư Thành đó, Ngài mới bảo là: há chẳng nghe cái câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giác Sơn rằng ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội, 20 năm chỉ dùng cảnh để hội. Thì như vậy thì cái bài tán đó là muốn nói lên cái gì? Tức dùng cảnh để hội. Ngay đó thấy lại cái gì đó. Còn mình chỉ thấy nghĩa là theo cái cảnh thôi, thấy theo cái tả cảnh thôi, nhưng không thấy được hết những cái ý nghĩa sâu xa trong đó.
thì ngay khi mà ngài Thiền Sư Thành ngài nhắc lại như vậy đó, tức nhắc lại là cái chuyện pháp nhãn niêm cảnh giáp sơn đó, ta hay năm chỉ là dùng cảnh để hội, thì ngay đó sư liền hội, tức hội khế hội mà thưa nguyên lai chỉ thế ấy thôi chứ không có gì khác. Thiền Sư Thành mới bảo ông làm sao hiểu, thì sư thưa là mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu thâu, mùa đông tàn, vậy thôi, không có chuyện gì khác hết, về tường rõ ràng, thấy không? Nghĩa là sao? Tâm không á thì mười phương đều rỗng suốt, chỗ nào cũng là chỗ hiền hình hết. Xuân xanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, có gì khác đâu. Ngay cái bình thường đó nó hiện bài đủ hết, nghĩa là chỗ chỗ nó đều có hiện hình hết. Nhưng mà rồi mình bị cái cảnh nó che mờ, thấy có cảnh không nhưng không thấy được. Ở đây thì suốt được cảnh, thấy thấu trở lại mình. Cho nên nếu mà thấy, mà thấy cảnh, nếu mình chỉ thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi. Bài kệ này mà nếu mình chỉ thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi. Nhưng mà nếu khéo chuyển lại cảnh thấy thì sao? Nếu thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi, còn nếu mà cảnh thấy thì sao? Thì toàn là thấy. Thấy cảnh thì toàn là cảnh, nhưng mà nếu chuyển lại cảnh thấy thì toàn là thấy. Thì vậy thì có cái gì che được? Nhưng mà cái đoạn này thì ở trong La Hầu Giả Lục á, thì trong đó lại nói nó hơi khác hơn một chút. Tức nghe trong cái đoạn Thiền Sư Thành á, thì khi mà ngài Trí Bằng đó hỏi thêm về cái bài tán của ngài Bảo Phong, thì theo trong La Hầu Giả Lục mà chép á, thì nói rằng ngay đó thì Thiền Sư Thành mới lấy ngón tay trỏ vào cái tượng đó, vào, thấy không? Rồi mới hỏi sư là hội chăng, trỏ vào đó hỏi hội chăng, sư thưa chẳng hội. Thì Thiền Sư Thành mới bảo ông có nhớ được ngài Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng? Tức là ngài Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng? Tức là có bài kệ đó, bài kệ của Hàng Sơn đó. Thì sư bèn đọc thuộc cái bài kệ đó đến cái đoạn, tức là bài kệ của Hàng Sơn đó, trong đó nhiều câu, nhưng mà khi mà đến câu á, ai biết, tức ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, đến cái đoạn đó, tức là đến câu là ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, thì ngay cái chữ nhớ đó, ngay cái chữ nhớ đó, thì Thiền Sư Thành liền lấy tay bùm miệng sư bảo dừng dừng, thì ngay đó sư liền là tỏ ngộ. Thì theo La Hầu Giả Lục thì chép như vậy, tức là ở đây á, thì nói rằng Thiền Sư Thành bảo là ông há chẳng nghe câu chuyện pháp nhãn niêm cảnh giáp sơn rằng ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội, thì ngay đó sư tỏ ngộ, sư khế hội. Nhưng theo La Hầu Giả Lục á, thì nói rằng Thiền Sư Thành lấy ngón tay trỏ vào đó, tức là trỏ vào cái tượng đó, mới hỏi sư là hội chăng, sư thưa chẳng hội. Thì Thiền Sư Thành bảo ông nhớ được Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng, thì ngay đó sư bèn đọc thuộc cái bài kệ đến cái câu ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, thì ngay cái chữ nhớ Thiền Sư Thành liền lấy tay bụng bịt miệng sư, thì ngay bảo dừng dừng, thì ngay đó sư liền là tỉnh ngộ. Ở đây thì khi mà sư tỉnh ngộ rồi thì sư mới thưa là nguyên lai chỉ thế ấy thôi, có gì khác. Thiền Sư Thành bảo ông làm sao hiểu, thì sư thưa là mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu thâu, mùa đông tàn. Đó. Như vậy tức là khi mà tâm không rồi á, thì khắp nơi đều nó rỗng suốt hết, nó lộ bài hết, không có chỗ nào mà che giấu được. Thiền Sư Thành bảo ngay đó thì ông nên giữ gìn, sư liền nghe là ứng dạ. Đó. Thì như vậy rốt lại á, thì con mắt, tức là con mắt ở trong đây á, là nó nằm ở chỗ nào? Sao thấy được con mắt đây nằm chỗ nào? Từng nét vẽ, từng nét vẽ nó đang rơi trong mắt của ai, từng nét đó, nhìn cái chân dung đó thì từng nét đó đang rơi trong mắt của ai, đó là con mắt là nằm chỗ đó đó. Bài 242 là việc mình chưa sáng. Thiền sư Văn Yển ở diện Quang Phụng, núi Vân Môn, Thiều Châu. Sư họ Trương, quê ở Gia Hưng, thở bé theo luật sư Chí Trừng, chùa Công Vương xuất gia và đến giới đàn
Tỳ Lăng, thọ giới của Túc. Sư theo hầu Chí Trừng mấy năm, học thông bộ lực, nhưng việc mình chưa sáng, bèn đến tham vấn với Mục Châu. Mục Châu vừa thấy sư đến, liền đóng cửa lại. Sư gõ cửa, Mục Châu hỏi, ai? Sư thưa, con. Mục Châu hỏi, làm gì? Sư thưa là việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Mục Châu mở cửa ra, vừa trông thấy sư, liền đóng cửa lại. Như thế, 3 ngày liên tiếp, sư đều đến gõ cửa Mục Châu. Đến ngày thứ 3, thì Mục Châu vừa mở cửa, sư liền chen vào. Mấy ngày mà không được, cho nên bây giờ người ta canh, vừa mở cửa là chen vào liền. Nhưng mà khi mà vừa chen vào đó, thì Mục Châu liền nắm đứng. Sư bảo, nói, bất thần như biết nói gì đây. Thì sư nghĩa là vừa suy nghĩ thì Mục Châu liền xô ra bảo, cây dùi đợi tần. Cái chữ xô lăng này bỏ, tức là cây dùi đợi tần đó. Cây dùi này tức là dùi phan á, nó phan á. Bèn đóng ập cửa lại, khiến một cái chân sư bị thương. Sư nhân đây mà ngộ nhập đó. Thì như vậy để thấy cái kiểu này. Nghĩa là ngày Mục Châu, ngày Văn Môn á, đến tham vấn với ngày Mục Châu. Đến gõ cửa thì Mục Châu hỏi, ai? Sư thưa, con. Mục Châu hỏi, làm gì? Sư thưa là việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Thì như vậy Mục Châu ngày vừa mở cửa, mở cửa ra trong thấy sư, thì liền đóng cửa lại. Thì như vậy mình thường thường mình đọc kiểu này, mình đọc xung xung qua, mình không thấy được hết cái ý của ngài Mục Châu này. Tại sao vừa mở cửa thấy sư cái thì đóng cửa lại? Thì đó muốn gợi lên cái gì? Nếu mà khéo thì ngay đó là nhận ngay, khỏi cần phải đợi dài. Vừa mở cửa mình nói theo cửa này là cửa gì? Vừa mở cửa mà thấy nhau cái thì đóng cửa lại, thì như vậy là nhắc cái gì rồi? Ngay đó mà thấy được thì khỏi cần phải hỏi thêm, phải không? Nhưng mà như vậy thì sư không có hiểu được cái đó, cho nên 3 ngày liên tiếp đến gõ cửa hoài. Thì Mục Châu ngài cũng đóng cửa 3 ngày cũng không mở, tới ngày thứ 3 đó. Thì ngài như vậy là ngài Mục Châu để coi như để cho cái lòng tha thiết của ngài Vân Môn đó nó quá mạnh nè, lúc này khao khát quá rồi, không? Cho nên vừa mở cửa thì sư nghĩa là chen vào liền. Chịu hết nổi rồi. Thì ngay đó ngài Mục Châu ngài mới nắm đứng bảo nói. Thì như vậy bất thần như vậy thì làm sao suy nghĩ kịp, cho nên vừa suy nghĩ thì Mục Châu liền xô ra bảo, cây dùi đợi tần. Cây dùi đợi tần là sao? Lâu nay thì nhiều khi mình đọc nó không biết sao. Sao mà mới vừa suy nghĩ cái xô ra cái bảo cây dùi đợi tần? Bởi vì đây là coi như đây là cũng như câu thành ngữ. Cây dùi đợi tần là chỉ cho nó đã trải qua cái thời gian, cái niên đại lâu xa quá rồi, từ đời tần lớn, từ tần tới bây giờ thì nó trải qua cái niên đại nó lâu xa quá rồi, cho nên cái mũi dùi nó bị mòn hết còn bén. Tức là sao muốn nói sao? Đó là ví dụ cho cái cơ phong nó chậm lục, nghĩa là suy nghĩ tức là chậm lục rồi, cho nên xô ra bảo cây dùi đời tần, nghĩa là ông còn chậm lắm. Thì như vậy cho nên là đóng cửa lại, thì ngay đó chân sư nó đau, mà chính cái đau thấu xương đó, thấy không? Sư tỏ ngộ. Thì như vậy đó là sao? Đó là ngay cái gì mà khiến sư được vào. Như vậy thì ngay khi mà sư vừa chen vào đó, là ngài Mục Châu ngài nắm đứng bảo nói đó, thì bây giờ cái đó là nói cái gì đây? Ngay khi vừa chen vào liền nắm đứng bảo nói cái gì? Vừa chen vào đó thì lúc đó là sao? Ngay đó có phân trong ngoài gì chưa? Mới vừa chen vào đó liền nắm đứng thì ngay khi mà chưa có phân trong ngoài đó thì là cái gì? Cho nên chỗ đó nếu mà khéo nhận thì ngay đó là nhận rõ rồi. Để cho nó có phân có trong có ngoài thì sao? Thì coi như cây dùi đại tần. Chậm quá rồi, phải không? Thì như vậy sư là bị đóng lại, kẹt một cái chân đau thấu xương đó, mà lại được ngộ nhập.
thì cái chân đau đó làm sao diễn tả được cái đau này, làm sao diễn tả được cái đau đó. Như vậy thì trước khi mà cái chân đau đó thì nó có hay không, trước khi chân đau có hay không. Cho nên nhiều khi mình đọc cái này thì nghe nói như vậy, sư nghĩa là nhờ đau chân nó mà ngộ đạo, ngộ ngay cái đau đó. Cái kiểu đó thì như hết đau thì sao? Thì như vậy trước khi chân đau đó thì nó có hay không, nó ở đâu? Rồi ngay lúc mà ngài Mục Châu ngài nắm đứng đó thì lúc đó nó ở đâu? Ngay lúc nắm đứng đó thì ở đâu? Rồi như vậy thì khi mà bị thương đau á thì nó ở đâu nó chạy đến? Nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho nó thấu, chứ còn không khéo thì lầm cái chân đau, nghĩa là cho rằng ngay cái chân đau đó thì nó mới là có, thì đó là lầm quá, mà quên mất toàn thân thì có chỗ nào thiếu, đâu phải chỉ ở chỗ đau đó mới có, toàn thân đụng tới chỗ nào mà không biết, mà không thiếu mà có thiếu đâu. Thì như vậy gió thổi mình nghe mát, gió thổi nghe mát với cái chân đau đó là một hay là khác? Gió thổi qua mình nghe mát, còn hay chân đau là một hay là hai? Thấy thấu chỗ này thì mới thấy được cái chỗ mà người dân môn tỏ ngộ được, mới thấy rõ. Như vậy thì dân môn á, ngài cũng có đau bao giờ đâu. Có đau bao giờ đâu. Cho nên ngay nhầm ngay cái đau đó mà gọi là phân biệt, phân tích thì đó là cái lầm. Đó là cái chỗ phải thấy cho nó thật thấu chỗ đó. Cho nên ở đây thì tóm lại bằng cái bài kệ nó gọn lại để cho nhớ. Chớ lầm chân đau cho mới có, khắp cả toàn thân thiếu chỗ nào. Gió mát chân đau hai hay một, cái này đau đớn đâu che được, đâu che được, kìa hỡi Vân Môn bao giờ đau. Đó là cái gợi ý cho thấy thấu qua cái chỗ đó, chứ không khéo để chết trên cái đau đó thì cũng lầm mình rồi lầm người. Thôi hôm nay là mình học tới đây, giờ học tiếp bài 243 là hư thật khó dối. Đây là những cái bài mà học nó kinh nghiệm nè, để biết là những ai học lớn là không phải học lớn. Bây giờ Mục Châu lại chỉ sư, tức là sư là chỉ cho ngài Vân Môn đó, lại chỉ sư đến gặp Tuyết Phong. Sư đến trang sở của Tuyết Phong và gặp một vị tăng. Sư liền hỏi: hôm nay thượng tọa lên núi phải chăng? Ông tăng đáp: phải. Sư bảo: cho tôi gửi một tắc nhân duyên, tắc nhưng phải là tắc, hỏi hòa thượng đường đầu, nhưng chẳng được nói là lời của người khác, được chăng? Ông tăng mới thưa là được. Thì sư mới nói: thượng tọa lên đến núi, khi thấy hòa thượng đường đầu thượng đường, chúng vừa nhóm họp thì liền bước ra, nắm đứng cổ tay bảo: cái lão già này trên cổ mang gông sắt, sao chẳng cởi bỏ đi? Vị tăng ấy đến gặp Tuyết Phong, làm y theo lời sư bảo. Thì Tuyết Phong nghe vị tăng này nói như thế, liền bước xuống tòa, thọp ngực nắm đứng ông tăng bảo: nói mau, nói mau. Ông tăng không đáp được. Tuyết Phong liền xô ra bảo: chẳng phải lời của ông. Ông tăng cũng còn thưa: chính là lời của con. Tuyết Phong mới gọi thị giả đem dây gậy đến đây. Thì ông tăng mới quản mới thưa: chẳng phải lời của con, mà chính là lời của một thượng tọa ở Chiết Trung đến trang sở dạy con lên nói. Tuyết Phong liền bảo: đại chúng hãy đến trang sở đón vị thiện tri thức của 500 người tới. Thì hôm sau sư mới đến. Thì Tuyết Phong vừa gặp liền hỏi: nhưng sao mà được đến chỗ ấy? Thì sư chỉ cúi đầu. Về sau sư mới nói pháp mà Tuyết Phong. Thì ở đây là đến cái phần này là sau khi mà sư ở chỗ
ngày Mục Châu mà bị đóng cửa mà cái chân đau đó, có tỉnh ngộ rồi đó, thì giờ Mục Châu mới chỉ qua gặp Tuyết Phong. Thì đến Tuyết Phong á, thì bởi vì ở đây là những cái thiền viện mà của bên Trung Quốc rất là lớn, coi như là cả cái, có khi cả cái ngọn núi vậy đó, cho nên rồi có những cái khu mà nó rộng, và có trang sở cũng như là những nông trường, nông trại rồi vậy, thấy không? Thì ở đây thì ngày Tuyết Phong ngày đến coi như mới đến ở dưới núi thôi, đến trang sở đó, nghỉ đó. Nhưng mà rồi có vị thượng tọa lên núi đó, ngài mới nghĩa là nhờ nói gặp hòa thượng đường đầu đó, nói cho một cái việc, đây là một cách gọi là một cách trình kiến giải mà trình khéo, thấy không? Đó, nhờ ông tăng nói thôi, cho nên ngài mới bảo là nghĩa là thượng tọa lên trển á, thì giờ cho tôi gửi một cái tác nhân duyên hỏi hòa thượng đường đầu, nhưng mà không được nói là của người khác, nó cách trình khéo. Thì ở đây ngài dặn là bây giờ lên núi, khi mà thấy hòa thượng đường đầu, thượng đường chúng mà vừa nhóm họp á, thì liền bước ra nắm đứng cổ tay, bảo cái lão già này trên cổ mang gông sắt sao chẳng cởi bỏ đi. Thì như vậy là sao? Hãy nào canh cho đúng lúc cơ hòa thượng đường đầu mà ông vừa thượng đường đó, không vừa thượng đường thì chưa có nói gì hết, mới đã bước lên thôi, mới thượng đường thôi, thì phải ra nắm đứng cổ tay liền, bảo là cái lão già không? Trên cổ mang gông sắt sao chẳng chưa cởi bỏ đi. Thì như vậy là sao? Thành ra mấy chỗ này là không phải là gọi là người mà gọi là đạt đến hay là thấy thấu suốt được thì khó mà qua nổi, khó thấy thấu hết. Ngay khi mà nắm đứng cổ tay đó thì sao, còn chạy đâu nữa khỏi không? Nắm đứng cổ tay rồi thì ngay đó là cái gì, thì còn nghĩa là còn chạy đâu nữa, như vậy mà còn đợi mở miệng nữa hay sao? Ngay nghĩa là canh không, và thượng đường đầu vừa bước lên á thì ngài nắm đứng cổ tay bảo thì nắm đứng, thì ngay đó là cái gì rồi mà còn phải đợi lên rồi thượng đường rồi mở miệng nói vài vòng nữa hay sao? Phải không? Cho nên như vậy là ngài nắm đứng cổ tay, ngài mới bảo nếu mà ngay đó mà khéo không thấy được cái gì trước khi mở miệng, phải không, còn đợi phải mở miệng nói vài vòng nữa thì sao, không phải là trên cổ mang gông sắt hay sao? Cho nên khi mới bảo là khi mà nắm đứng cổ tay đó, bảo lão già trên cổ mang gông sắt sao em cởi bỏ đi, không còn phải đợi nói vài vòng nữa thì tất nhiên là cái gì đó, không phải là trên cổ mang gông sắt hay sao đó. Bao nhiêu ngôn ngữ trói buộc ngay đó nó nhận được thiếu cái gì nữa đó. Đó là cái chỗ mà cái chỗ thấy của ngài, ngài khéo trình thấy nghĩa là trước khi ngôn ngữ chưa mở miệng là ta thấy rồi, không phải đợi mở miệng nói vài vòng. Nhưng mà ở đây thì khi mà ông tăng ông làm như vậy đó, thì ngài Tuyết Phong á, ngài phải thử lại coi cái thứ này là thứ thiệt hay thứ giả. Cho nên ngài Tuyết Phong ngài ngay đó ngài thọc ngực liền, thọc ngực nắm đứng, thì cái đây cũng là cái bậc thầy, coi là bậc thầy thứ thiệt mới làm nổi, còn bậc thầy mà thứ giả mà khi mà gặp kiểu mà mới ra lên pháp tòa mà chưa có nói hết rồi bị nắm đứng cổ tay biểu vậy thì sao? Thứ nhất á, nếu mà hạng yếu á, là gây như là lúng túng, hay không lúng túng không biết nói gì, còn mà cái hạng mà mạnh mạnh chút á thì sao, đỏ mặt nổi sân. Phải không? Đỏ mặt nổi sân. Còn ở đây thì ngài Tuyết Phong thì không phải vậy, ngài có chỗ sống đàng hoàng, cho nên thấy như vậy đó, ngài liền thập ngực bước xuống, thập ngực nắm đứng một tăng bảo nói mau, nói mau. Thì giờ nói gì đây? Mới ra thọc cái bảo nó màu cứ nói gì không biết nói gì hết, cho nên ông tăng không có đáp được. Bất ngờ như vậy thì làm sao mà chuẩn bị kịp mà nói, chưa phải tính trước á, không tính trước là nếu mà lúc đó thì nếu mà hòa thượng mình tính trước biết được lúc đó mà ổng mà thọc được thì phải nói câu gì á thì tính trước được, còn này đâu có biết trước được. Cho nên là thọc được cái bảo nó màu là ông tăng không có nói được. Thì như vậy là sao? Như vậy là đã bài hư thật chưa? Hư giả là bài rõ ràng rồi, phải không? Cho nên ngài Tuyết Phong ngài được chui ra bảo chẳng phải lời của ông. Rõ ràng, phải không?
nhưng mà ông Tăng cũng còn thưởng. Chính là lời của con. Đó, tưởng đâu như vậy đó là phải qua mặt được, nhưng mà ngay đó là coi như đã bài hết rồi, ngài thấy rõ hết rồi, đâu có qua mắt ngài được. Nhưng mà nói lời con thì ngài nói lời của ông thì cũng tốt, thì ngài mới kêu thì giả, thôi bây giờ đem dây gậy ra đây, tức là chối rồi đánh nó. Ông Tăng mà nghe tới cái đó rồi ngài quản rồi, mới thưa rõ ràng đây là lời của vị thượng tọa ở chiếc trung đến trang sở dạy con lên nói. Sư mới bảo là cả đại chúng nó đến đón ngài Bân Môn đến, coi như đó là vị thiện tri thức của 500 người tới. Thì như vậy để thấy rằng sao, chỉ một câu nói đơn giản thôi mà ngài Tuyết Phong ngài thấy được đó là thiện tri thức của 500 người. Làm sao đơn giản, cái này mới ra thượng đường nắm đứng cổ tay bảo là trên cổ mang rong sắt sao chẳng cởi bỏ đi, nhưng mà ngài Tuyết Phong ngài thấy được. Thì như vậy để thấy rằng ngay đó nhận thì liền nhận, không phải đợi mở miệng. Đó là người đã có chỗ sống chỗ thấy, còn đợi mở miệng ra thì là trên cổ mang công sắc rồi, bị ngôn ngữ nó chối, theo sau ngôn ngữ. Cho nên đây là người trong cảnh liền thông cảm với nhau, thấy được với nhau. Thì hôm sau á sư mới đến, thì Tiểu Phong ngài mới gặp ngài mới hỏi vậy chứ nhân sao hay là nhân đâu đó mà được đến ở chỗ ấy. Câu này cũng là câu mà không khéo á thì cũng dễ bị gạt. Hỏi là nhân đâu mà được đến chỗ ấy. Nếu mà hấp tấp á, nghe hỏi như vậy hấp tấp á, không thì rồi nghĩa là thưa trình đủ thứ, không bây giờ hỏi nhân đâu nè, nhân đâu mà được như vậy, thì nghe hỏi như vậy thì trong lòng là cũng phấn khởi rồi, không phấn khởi rồi thưa trình đủ thứ thì sao, đó là kẹt mà không hay. Nhưng đâu đó là một cái có chỗ nào thì sao, nhưng đâu có chỗ nào có chỗ gì đó đến được chỗ ấy, thấy có chỗ được nữa thì như vậy là kẹt. Cho nên theo cái lời hỏi đó rồi cái thì trình đủ thứ, con nhân thế này thế kia được gì gì đó trình một mạch đó, thì đó là bị ngôn ngữ chuyển rồi, bị đánh đuổi ra không ai. Cho nên mấy chỗ này là tuy là cái câu hỏi nó gọi là nó đơn giản, coi cũng giống như là khen vậy đó, thấy không, nhưng mà không khéo là mắc kẹt trên cái khen đó thì chơi chỉ cúi đầu thôi. Thành ra những cái này là những cái mà mình phải kinh nghiệm nó sâu xa. Với người thường á thì họ được hỏi như vậy đó thì sao, khi mà được hỏi như vậy đó thì trong lòng coi như là nó phấn khởi lắm, giống như là mình được hòa thượng chú ý rồi ha, thành ra sẵn sàng để mà phô bày đó cho hòa thượng biết. Thì trình đủ thứ này đủ thứ kia thì cái đó là cái gọi là cái tâm gì, cái đó nó lòn cái ngã trong đó, phô bày những cái này cái nọ trong lòng lực mình nó ra, không? Thì như vậy càng nói nhiều nha, chuyện nào á thì nhiều khi á nó lại càng nghĩa là mắc kẹt gì nấy. Ở đây thì người mà có thật sự rồi đâu cần phải nói nhiều, không? Còn người mà chưa thật sự á thì nhiều khi mình sợ không nói á thì hòa thượng sao biết. Cho nên phải nói để cho biết, chính cái đó là cái lòng. Sợ mà hỏi vậy rồi mình không nói gì hết á thì hòa thượng làm sao biết được, không? Mà không biết được thì mình dở sao. Chính sợ mình dở đó mà nói cho nhiều, mà cho khi nói nhiều ở đây thật dở thiệt đó. Cho nên chỗ này rồi nhớ lại, để nhớ lại chưa thì tổ về cả trình với chơi tổ thì sao đó. Thì khi mà chơi tổ của Đề Đạt Ma mà gạn lại mấy ông lâu nay theo ta có chỗ được gì đó thì mỗi vị trình đủ thứ hết, không? Ngài đạo phó bà ni tổng trì rồi mỗi người được ra trình đủ thứ hết. Nhưng mà tới phiên ngày về cả ngày ra lại ba lại cái lui, nhưng mà ngày tổ của Đề Đạt Ma ngày mới nói sao, ông được tỷ của ta, còn mấy vị kia được da được xương. Nói nhiều nhưng mà được da được xương. Đây còn ngài được tỷ. Thì ở đây thì ngài Giám Môn ngày chỉ cúi đầu rồi,
không nói gì hết. Nhưng mà đó chính là, đó là cái gọi là cái im lặng mà trong thiền, nhà thiền gọi là im lặng sấm sét. Trong cái im lặng đó, trong cái cúi đầu đó là hào quang sáng ngời, cũng như là cái tiếng sấm mà nó vang trời động đất chứ không phải là cái thường. Nhưng mà cái chỗ đó thì chỉ có ngày Tuyết Phong ngày nghe được, tất nhiên thầy trò cảm thông được. Như vậy thì hôm nay mình ngày nay đó mà nghe lại như vậy đó thì có ai nghe được không? Nghe được trong cái im lặng, cái cúi đầu mà nó coi như là sấm sét đó, có ai nghe được? Nhưng mà nếu không nghe được đó thì sao? Ai ngăn không cho mình nghe? Đó là cái đó. Cái đó ai ngăn mà mình nghe không được? Đó là cái nghĩa là chỗ mà nó đầy đủ hết, không? Của nơi mọi người có thiếu gì cũng không ai ngăn, không? Nhưng mà chính vì mình còn đó là chạy theo bên ngoài, chạy theo ngôn ngữ nhiều, cho nên chưa nghe được chỗ đó. Cho nên ở đây khéo thấy ngay cái chỗ mà ngài dặn ông Tăng chưa vừa thượng đường thì nắm đứng cổ tay liền bảo ông già, không? Trên cổ mang gông sắt sao chẳng cởi bỏ đi. Đó, thấy thấu ở chỗ đó thì thấy thấu ở chỗ cúi đầu im lặng của ngài. Bài 244, công vòng cung. Có vị Tăng chuyên giảng kinh đến tham vấn, trải qua một thời gian lâu mới bèn nói: khi chưa đến Vân Môn á, thì giống như trăng lưỡi liềm, tức là trăng mới mọc á. Tức là khi mà chưa đến Vân Môn á, thì giống như là trăng mới mọc. Rồi sau khi đến á, thì công như vòng cung, công giống như là xong. Tất nhiên là khi chưa đến Vân Môn á, thì giống cũng như là trăng lưỡi liềm, trăng mới mọc. Mà sau khi đến á, thì công như là vòng cung. Thì chưa biết được, mới bèn gọi ông Tăng đó đến hỏi, phải là ông nói chăng? Thì ông Tăng chưa phải, chưa bảo rất tốt. Nhưng mà ta hỏi ông, thế nào là trăng lưỡi liềm? Tức là trăng mới mọc. Thì ông Tăng vạch trán làm cái thế ngắm trăng. Thì thấy cũng như giống, không? Nhưng phải thì chưa phải. Cho nên mấy cái chỗ này là mấy chỗ mà gọi là mấy thiền sinh mà gọi là bắt chước học lớn á, thì cũng dễ bị gạt. Thì chưa mới bảo, nếu ông như thế thì về sau mù một con mắt. Qua một tuần nhật, ông Tăng mới trở lại, chưa hỏi, ông đã hỏi hay chưa? Ông Tăng chưa hỏi. Thì rõ ràng rồi. Thì chưa mới bảo, ông hỏi lại ta đi. Thì ông Tăng thì hỏi, thế nào là trăng lưỡi liềm? Chưa bảo công như vòng cung. Nhưng mà ông Tăng vậy cũng còn mờ mịt. Quả nhiên về sau thì ông Tăng bị mù một con mắt. Thành ra như vậy không phải là chuyện chơi. Thì như vậy tại sao? Nghĩa là ông Tăng, đây là Tăng và chuyên giảng kinh, tức nghe thuộc về giảng sư, pháp sư á, nhưng mà đến đây là học thiền, trải qua thời gian mới nói là Tăng là mới nói là khi mà chưa đến Vân Môn á, thì cũng giống như là trăng lưỡi liềm, tức là trăng mới mọc, nhưng mà sau khi đến á, thì công như vòng cung. Thì đó là sao? Như vậy là sao? Tăng nói như vậy đó là cái ý gì? Chưa đến á, thì giống như là trăng mới mọc vậy. Nhưng mà khi đến rồi á, sau khi đến á, thì công như vòng cung. Thì như vậy, ông Tăng nói như vậy thì ổng có ý gì không? Như thành ra có hai mặt trăng hay sao? Tăng có trước có sau. Trước trăng lưỡi liềm, sau là công như vòng cung. Thì như là có trước sau nó khác hay không? Như vậy tức là chưa thấy, coi như chưa thấy trọn mặt trăng thật, không? Thấy lưỡi liềm rồi công công như vòng cung, còn mặt trăng thật ở đâu? Thành ra câu nói coi như là cũng coi như giống như là chưa có chấp nhận, phải không? Chưa thấy mặt trăng thật, chưa biết được, mới bèn gọi ông Tăng đó đến mà hỏi chứ phải đó là lời ông nói trăng thì ông Tăng chưa phải, chưa mới gạn lại, tự nhiên cũng tốt đó.
Thì ông Tăng này tưởng đâu nói như vậy đó, thì giống cũng như là nó có cái chỗ, có cái chỗ thấy gì đó, mới nói cái câu đó. Thầy sư mới gạn lại, bây giờ ta hỏi ông nè, thế nào là trăng lưỡi liềm? Ông Tăng vạch trán làm thể ngắm trăng. Thì như vậy là tại sao mà vạch trắng, vạch trán làm thể ngắm trăng như vậy? À, sư bảo là ông nếu như thế vì sao mù con mắt, chỗ này làm sao thấy? Ai mà đã từng coi như thấy đạo rồi đâu nói thử rồi. Sao nào vô cái thấy đạo nói thử chỗ này coi. Tại sao ông ta nói vạch trắng làm thấy ngắm trăng vậy mà nó chưa trúng? Nói thử rồi. Như vậy thì đã vạch trắng, đã vạch trắng làm cái thế ngắm trăng, thì như vậy là tại sao mà không thấy được hết cái phần mặt trăng thật, mặt trăng tròn, mà gọi là chỉ là mặt trăng lưỡi liềm thôi, còn cái phần kia ở đâu? Thành ra mấy chỗ này là mấy chỗ mà gọi là không thể học lớn được. Như vậy thì nếu mà nói chắc, nó gọi như chắc thực hơn chút á, thì phải làm cái thế thì sao cho nó gần gũi hơn. Trăng lưỡi liềm mà gọi là vạch trán thì làm cái thế ngắm trăng, vạch trán làm thế ngắm trăng thì như vậy tại sao là còn chưa thấy được mặt trăng mà gọi là thật, mặt trăng tròn, tròn vẹn tròn. Trăng mới mọc, tức là trăng lưỡi liềm á, thì nó mới, coi như nó mới mọc đầu tháng thôi, thành nó còn có mới có chút xíu à, không, giống như lưỡi liềm chút xíu rồi thôi, gọi là trăng, trăng non, trăng mới mọc. Thì như vậy đúng ra thì phải làm cái thế gì mới gần hơn. Thay vì vạch trán làm thấy ngắm trăng á, thì mình lấy tay che, không, che mắt làm thấy ngắm trăng thì nó phải gần gũi hơn, không, trăng mới mọc. À, che mắt làm thế, lấy tay che mắt thấy ngắm trăng. Phải không? Đó là mấy cái chỗ nghiền ngẫm sâu rồi mới thấy được những cái ý nó sâu trong đó. Cho nên ở đây đó là vạch trán, vạch trán thì coi như bài đó thôi, không, làm thấy ngắm trăng rồi mà tại sao gọi là lưỡi liềm? Do đó cho nên đây là cái thấy mà gọi là cái thấy chưa có trọn vẹn. Do đó mà chưa bảo ông như thế về sao mù một con mắt. Thì qua một cái tuần sau đó, thì ông Tăng trở lại đó, thì sư mới gạn lại. Như vậy thì ông đã hỏi hay chưa? Ông Tăng cũng chưa hỏi. Sư nói vậy rồi, ông còn chưa hỏi. Thì ngài mới, sư mới bảo hay chứ, ông hỏi lại ta. Thì ông Tăng hỏi thế nào là trăng lưỡi liềm? Sư nói cong như vòng cung. Thì như vậy là sao? Thế nào là trăng lưỡi liềm? Sư đáp là cong như vòng cung. Như là sao? Cho nên đó, nhiều khi là mình mắc kẹt, thấy không? Mặt trăng tròn sáng mình không có chịu nhận, mà nhận cái trăng lưỡi liềm đang đó, thì trăng tròn sáng trọn vẹn đó, thì như vậy không nhận sướng hơn á, lại đi nhận cái trăng lưỡi liềm rồi tự mình che lấp lấy mình, phải không? Thì thử hỏi lại bây giờ, trăng lưỡi liềm á với cong như vòng cung đó là một mặt trăng hay là hai mặt trăng? Trăng lưỡi liềm mới mọc với lại cong như vòng cung thì đó là mấy mặt trăng? Cho nên thấy có trước có sau mà giống như là có, thì thành ra có hai mặt trăng rồi, đó là chưa thấy mặt trăng trọn vẹn. Chứ trăng mới mọc, trăng vòng cung, trăng trọn vẹn thì cũng một mặt trăng đó thôi, chứ mấy mặt trăng đó. Cho nên đó là cái thấy chưa có trọn, nhưng mà rồi nhiều chưa có thấy thật, nhưng mà rồi nhiều khi rồi á cũng mà cũng bài giả, tỏ giả như là có thấy gì đó, cho nên chưa có hết gọi là cái thành thật chính mình. Do đó mà nó có những cái nhân quả. Cho nên đây cái chuyện nhân quả để cho mình thấy rõ trong nhà thiền, không phải là cái chuyện đùa chơi hay là chuyện lý luận trên môi. Lúc đó là có như vậy thì lúc mù cũng một con mắt đó, lúc đó có thể mà lý luận à, tại lúc đó tôi mê tôi vậy không à, rồi hết mù rồi không. Cho nên phải hiểu cho thật kỹ, biết thì nó biết, giống như là Khổng Tử phải không, biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, thì đó mới thật biết. Chứ còn không biết mà làm cho ra biết, làm cho ra để mà gọi là hiểu là để ta đây á, tự tại rồi đó, thì rồi nghĩa là dối mình, dối người, dối đại chúng thì nó không tốt. Đó là cái kinh nghiệm để cho cái người mà gọi là tu thiền, học thiền là phải nhận cho thật kỹ, chứ còn không có cái hời hợt. Bài 245 là cái túi cơm. Đây là qua thiền sư Tông Huệ Thủ Sơ ở Động Sơn, Nhượng Châu. Ban đầu lúc sư đến tham vấn ngài Vân Môn
Vân Môn mới hỏi, thành ra đây là động chân nhưng mà động chân thủ chơ. Do đó mà nhiều khi rồi sau này nghe nói là động chân ba gậy rồi đó, thì mình phải hiểu rõ đây là động chân thủ chơ chứ không phải là động chân mà lương giới. Thì khi sư đến ngày Vân Môn thì Vân Môn mới hỏi, vừa rồi chỗ nào đến, tức là vừa rồi chỗ nào, thì sư thưa là ở Cha Độ. Vân Môn mới hỏi cái mùa hạ ở đâu, sư thưa là ở chùa Báo Từ tại Hồ Nam. Vân Môn hỏi chứ rời nơi đó lúc nào, sư thưa là ngày 25 tháng 8. Thì Vân Môn mới nói thôi tha cho ông ba gậy. Thì như vậy là sao? Chính ở chỗ đó là chỗ mà sau này nhiều người thắc mắc, mà chính ngài thủ sơ á, ngài cũng thắc mắc luôn. Nghe là hỏi ở đâu, mình vừa rồi chỗ nào, thì nói là vừa rồi ở Cha Độ, mùa hạ ở đâu, thưa ở chùa Báo Từ Hồ Nam, rồi nơi đó lúc nào, thưa là ngày 25 tháng 8, hỏi đâu đó, đó cái đó thật thà nói thôi, thì như vậy thì có lỗi gì mà tha ba gãy. Đó, cái vậy thì cái tha ba gãy này á, là một cái gì, có ý gì, cho nên mình thường thường dễ mắc kẹt mấy cái chỗ này. Nghe nó tha ba gậy thì nghe liền thắc mắc liền, không biết như vậy thì mình lỗi chỗ nào, phải không, lỗi chỗ nào mà bị ăn gậy. Thành ra nhưng mà đó là một cái coi như một cái thực để mà coi như đánh thức ngài thủ sơ đó, một cái thực khéo. Như vậy thì coi như là hỏi qua đáp lại, hỏi đâu đáp đó rõ ràng, thấy không? Hỏi đâu mà đáp Cha Độ, mà hỏi đâu đáp chùa Báo Từ Hồ Nam, cái coi như một hỏi một đáp, hỏi qua đáp lại, hỏi thế nào thì đáp cái đó rõ ràng, thì như vậy ngay đó thiếu thốn cái gì? Ngay đó thiếu thốn cái gì? Hỏi qua hỏi thì đáp, hỏi đáp rồi, hỏi đáp, hỏi đáp, không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa, cái hỏi đâu đáp đó rồi thôi, thì như vậy rõ ràng rồi, có thiếu thốn gì đâu. Ngay đó là cái gì rồi? Cho nên ngài Vân Môn mình nói tha ông ba gãy, đó là muốn nhấn mạnh cái, thì như vậy đã ta hỏi ông, ta hỏi đâu ông đáp đó, thì vậy là còn chưa ngộ nữa thì đáng gãy chưa, có thiếu gì. Nhưng mà rồi khi mà nghe tới tha ba gậy á, thì ngài cũng còn chưa nhận ra cái ý của Vân Môn muốn nhấn mạnh, cho nên là liền nghĩ ra như vậy, chắc là mình có lỗi gì đó, cho nên mới tha. Do đó chưa về, coi như là về phòng đó, nhưng mà đây không nói rõ, chứ mà thật ra là về phòng coi như là đêm đó là trằn trọc ngủ không được á. Không biết là hòa thượng hỏi vậy rồi mình đáp vậy mà có lỗi gì mà phải tha ba gậy. Cho nên hôm sau sư lại đến tôi hỏi, hôm qua nhờ ơn hòa thượng tha cho ba gậy mà chẳng biết lỗi tại chỗ nào. Rõ ràng là thắc mắc không biết lỗi tại chỗ nào, cho nên chính giống như ngày chỗ ngày Lâm Tế chưa, bị cái câu lỗi phải đó mà rồi nghĩa là chạy không nổi. Cho nên Bông Bông liền bảo cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thấy. Thì ngay câu đó sư liền đại ngộ. Thì vậy lỗi chỗ nào? Rõ ràng đó, giang tay ngày Vân Môn ngày nhấn mạnh lại cái túi cơm. Túi cơm là gì? Chúng người ta đang ăn mài. Cái thiết bị là chạy qua. Đó, giang tay Hồ Nam, tất nhiên là giang tay là chỉ cho Mã Tổ, Hồ Nam chỉ thành đầu. Cái Mã Tổ thành đầu cũng cái ấy thôi, có gì khác đâu, mà ông cứ mang cái túi cơm nó mà chạy. Thì ngay đó thì chưa đền đại ngộ thì thấy được cái chỗ ngày Vân Môn ngày cũng nhấn mạnh, hỏi qua đáp lại, hỏi đâu đáp đó rõ ràng, thì giờ ta còn chạy kiếm cái gì nữa. Cho nên ngay đó thì ngộ liền. Thì như vậy ngày ngộ cái gì? Như vậy thì ngay khi mà nghe nói là tha cho ông ba gậy đó thì là đáng gậy chưa? Đáng gậy chưa?
chính ở chỗ đó là chỗ mà có quà đó. Cho nên nếu sau này khi mà ngài Huệ Nam là Hoàng Long đó, thì trước khi mà đến Từ Minh đó, thì ngài đã làm thư ký trong một cái pháp hội cũng lớn rồi, thì tức là có uy tín rồi đó. Tức là trong một cái thiền viện mà làm thư ký là coi như là giờ lãnh một số chúng để mà đi tham học nữa, thì tức là cũng là thuộc về hạng thầy lớn rồi chứ không phải thường. Cho nên khi mà ngài Huệ Nam đó đến chỗ ngài Từ Minh để mà tham vấn đó, thì ngài Từ Minh ngài mới bảo là thư ký là coi như là cũng như là đã lãnh chúng mà đi khắp nơi rồi, thì còn đến đây thưa hỏi gì nữa. Cho nên ngài Từ Minh ngài mới bảo thì giả đem một cái ghế mời ngồi uống trà, coi giống như là để đồng hàng thôi, chứ còn cũng không phải là dạy dỗ gì. Nhưng mà ngài Huệ Nam thì lúc đó chưa có thật sự mà đã sáng tỏ, cho nên ngài đâu có dám ngồi. Ngài mới nghĩa là cố ngài để mà thưa hỏi, thì ngài Từ Minh ngài mới thử. Ngài nói ông là thuộc về ở trong cái dòng dân môn đến, thì chắc là ông phải hiểu được cái tông chỉ của Vân Môn. Thì như vậy bây giờ ta hỏi ông nè, như là cái chuyện mà Động Sư Ân Thủ Chơi đó đến Vân Môn, rồi Vân Môn nó tha cho ba gậy đó, thì ngay lúc đó đó là Thủ Chơi đáng ăn gậy hay là không đáng ăn gậy, nên ăn hay không nên ăn? Thì ngày Huệ Nam đó nên ăn. Nên ăn gậy. Thì ngày Từ Minh ngày mới bảo, ngày mới nghiêm sắc mặt lại. Lúc đó ngày nghiêm lại, ngày mới gần tiếng ngài bảo, nếu như vậy đó thì hàng ngày ông nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng bản đánh ăn cơm, nghe tiếng trống, tiếng kiển, thì mỗi cái ông phải ăn ba gậy hết, thì cả ngày ông ăn chừng bao nhiêu gậy? Tức là về suốt ngày ông phải ăn gậy hết là sao? Nghe nói là nghe tiếng tha ba gậy thì liền cho là nên ăn gậy, thì vậy là ông theo tiếng rồi. Nghe tôi nói nghe nó tha gậy thì nên ăn gậy, thì như vậy là rồi bị cái tiếng, theo cái tiếng đó, bị tiếng nó chuyển, thì như vậy là suốt ngày là ông nghe tiếng này tiếng kia thì ông cũng nên ăn gậy hết. Thì giờ cả ngày ông ăn chừng bao nhiêu gậy đó? Thì ngay đó thì ngài Huệ Nam ngài tháo mồ hôi. Tháo mồ hôi trả lời không được. Thì ngài Vân Môn, ngài Từ Minh ngài bảo thì lúc đầu thì ta cứ nghĩ rằng chưa có đáng làm thầy của ông, nhưng bây giờ đáng làm thầy rồi. Hỏi vậy là không có đáp được rồi. Thì chính vậy đó, là bởi vì còn theo cái ngôn ngữ chuyển, nghe nó tha ba gậy thì cứ tưởng là như vậy, tha ba gậy đó tức là đáng ăn gậy đó, là mà không có thấy được cái ý sâu xa của ngài Vân Môn. Nó tha ba gậy đó không phải là ở cái gậy hay là ở cái chỗ lỗ thải, mà muốn nhấn mạnh đánh thức cho ông cái gì? Tỉnh giác ngay hiện tiền đó, đang hỏi qua lại đó. Cho nên cái câu này đó là muốn nhấn mạnh lại để trong ngày Thủ Chơi ngày mới tỉnh lại, hỏi đáp rõ ràng thì còn gì nữa thiếu. Nhưng mà ngày Thủ Chơi ngày chưa có nhận ra, còn nghĩ tới câu lỗ thải. Rồi ngày Huệ Nam cũng theo đó mà rồi cũng nghĩ theo cái lỗ thải nữa, thì giờ là cả hai đều nghe là chưa qua được. Cho nên đến đây ngày Thủ Chơi qua một đêm trằn trọc đó, ngủ không được đó, thì tất nhiên là sao, tâm nó dồn vào một cái việc đó thôi, đó. Bị con cái đó mà không có qua được, cả đêm dồn vậy. Thì sáng ra thì ngài Vân Môn đó, ngài chỉ gợi nhẹ ăn cái thôi thì liền tỉnh đi. Đó là tâm nó dồn, giống như dồn thành khối. Thì như vậy để thấy rằng cái chuyện này á, nó không phải là cái chuyện ở đâu xa, phải tìm hiểu thế nào. Ngay cái hỏi đáp rõ ràng đó, qua lại đó, thì coi như là mình sống hàng ngày trong đó, đầy đủ trong đó, mà không hay không biết. Đây là chỉ cái gợi lại thôi. Nhưng mà mình thì lại theo cái ngôn ngữ chuyển, cho nên rồi nghĩa là không có thấy được.
chính đây thì ngài Thủ Sơn cũng vậy, nghĩa là bị ngôn ngữ chuyển lời cả một đêm trằn trọc. Cuối cùng á thì khi mà đại ngộ rồi, tỉnh ra rồi á thì mới thấy quá hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì? Mình để biết hổ thẹn gì không? Tỉnh ra rồi mới thấy là rất là hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì? Y như là ngày Lâm Tế không, cũng bị câu lỗ phải đó mà cứ chạy từ bên ngày Bằng Bá chạy qua tới ngày Đại Ngu. Rốt cuộc rồi á, tới ngày Đại Ngu, ngày gợi lại cái đại ngộ rồi á thì nói sao? Mới hay Phật pháp của Bằng Bá rất ít, không có gì hết. Mà không có gì hết mà phải chạy từ đây qua tới kia. Còn ở đây cũng vậy, nghĩa là phải trằn trọc cả đêm. Rốt cuộc rồi á thì ngộ được cái gì? Cho nên ở đây khi mà đại ngộ rồi á thì ngài bèn thưa này, sau này con sau này sẽ nhầm cái chỗ không có khối người. Tức là đây là bỏ cái chữ không khối, tức là sau này sẽ nhầm chỗ không khối người, chẳng chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, tiếp đãi khách mười phương qua lại, chọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, gỡ cái mũ thịt nướng, cởi chiếc áo da túi, dạy y thảnh thơi làm kẻ nạp tăng vô sự, há chẳng thích thú sao? Dân môn mới bảo thân ông lớn bằng cây dừa trong cây liễu, cây dừa chỉ da đó, da tử. Thân ông lớn bằng cây dừa mà mở miệng to như thế, chưa liền lễ bái. Đó. Cho nên khi đại ngộ rồi á thì ngài Thủ Sơ đó, ngài bà thưa rằng sau này á sẽ nhầm ở chỗ không khối người, không có người, tức là không có dấu vết, không có bóng người đó. Giờ chẳng có chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, mà tiếp đãi khách mười phương qua lại. Thì vậy là tiếp đãi cái gì? Đó, nghe cái câu nói đó, nên là nhiều khi mình nghe nói đó rồi mình cũng là không có thấy kỹ, cũng bị câu nói nó gạt ra. Nằm ở chỗ không khối người, cái không khối người tức là không có bóng dáng người, không có dấu vết của chân người, rồi chẳng có chứa một hạt gạo, cũng chẳng trồng một cọng rau, mà tiếp đãi khách mười phương qua lại, tiếp đãi cái gì? Đó là ngài trình bày cái kiến giải của ngài đó. Đây, chọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, gỡ cái mũ thịt nướng, cởi chiếc áo da thúi, dạy y thảnh thơi làm kẻ nạp tăng vô sự, há chẳng thích thú sao? Tức là sao? Nhiều khi lâu nay mình đọc cái câu này, đọc qua chứ không thấy được cái ý đó. Đó là cái chỗ trình của ngài đó. Vậy tức là sao? Nghĩa là không chứa một gạo, không trồng một cọng rau, mà tiếp đãi mười phương qua lại để chi? Chọn vì họ nhổ đinh tháo chốt vậy thôi. Gỡ cái mũ thịt nướng này, cởi chiếc áo da thúi kia. Đó, tức là sao? Để nó lên, ngài bây giờ mới tỉnh ra, thật không có một chút pháp cho người, không có gì cho người hết, chỉ là nhổ đinh tháo chốt vậy thôi. Không có gì để được hết. Thì cơ đó mới chính là giống như ngày Lâm Tế, khi mà tỏ ngộ rồi thì mới nói là mới hay là Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, không có gì, không có gì nhiều. Thì đây cũng vậy, ngài cứ thấy cũng không có gì được hết. Đó là chỗ khế hợp, mới thấy được cái ý sâu trong đó. Thì như vậy rốt cuộc rồi á thì được cái gì? Chỉ qua cơn mê vậy thôi, không? Chỉ qua cơn mê thôi, được cái gì? Như vậy thì thấy được cái chỗ mà cái đoạn nhân duyên này chưa? Ngài Vân Môn khai thị ngài Động Chân, ngài Động Chân ngài ngộ, ngộ được cái gì chưa? Như vậy thì ở đây mỗi người mà đang ngồi đây á thì đáng lẽ là nên tha hết cho ba gậy, tha hết mỗi người ba gậy hết. phải không? Tha hết, coi như mỗi người đều được tha ba gậy hết. Có vui chưa? Có vui chịu chưa? Nếu vui thì phải sao? Vui thì nhận hay chẳng nhận? Tha cho ba gậy hết. Nhưng mà bây
có vui nhận ngay chẳng nhận đây. Đó là cái chỗ mà mỗi vị thì tự kiểm lại, nghiệm lại đó, thì thấu được ba gậy đó thì hay. Đó. Bài 246 là nghĩa đệ nhất. Giờ qua thiền chư thâm ở Phụng Tiên, thâm chứ không phải là thân. Thiền chư thâm ở Phụng Tiên, Kim Lăng, vị chúa ở Giang Nam thỉnh chư khai đường, chư lên tòa Di Na Bạch Trì rằng: chúng long tượng nơi pháp đình phải quán nghĩa đệ nhất. Chư đừng nói, quả thực vậy, chẳng biết ngu đến chết người. Thì lúc đó có vị tăng bước ra chúng hỏi: thế nào là nghĩa đệ nhất? Chư đáp: mai chứ không phải là nay, mai vừa đã nói xong. Thì ông tăng mới thưa là làm sao mà lãnh hội. Chư bảo: mau lễ ba lại. Rồi chư mới lại nói: đại chúng hãy nói cái ngu đó rơi trên phần của ai. Đây là thiền chư thâm. Khi mà chư khai đường á, thì ông Di Na Bạch Trì, đó là theo cái phép mà khai đường của các thiền viện ngày xưa, ra thì trước khi khai đường có Di Na Bạch Trì, Bạch Trì mới chướng chúng long tượng nơi pháp đình phải quán nghĩa đệ nhất. Như vậy tức là muốn nhắc lại cái gì? Nghĩa là chúng long tượng nơi pháp đình, long tượng là chỉ cho những cái bậc mà gọi là pháp khí đó, những cái bậc mà lanh lợi đó, ở nơi pháp đình đó phải quán nghĩa đệ nhất. Tức là muốn nhắc cái gì? Trước khi mà thượng đường khai đường thuyết pháp, chướng câu này mình phải thấy được cái điều đó. Thấy chỗ này là phải thấy cái chỗ mà ngài Bát Trưởng. Bát Trưởng mà sau khi mà được ngài Mã Tổ mà vặn lỗ mũi, nhéo lỗ mũi mà được khai ngộ rồi á, thì hôm sau đó thì ngài Bát Trưởng ngài mới vừa nghĩa là thượng đường lên pháp tòa, mới vừa lên pháp tòa thì ngài dưới này sao cuốn chiếu. Mới vừa lên pháp tòa thì dưới này ngài cuốn chiếu, chưa nói gì hết thì giờ thấy cái gì cuốn chiếu rồi. Cho nên ở đây đó, thì thấy chỗ đó thì mới thấy được cái câu này, nghĩa là khai đường thì Di Na liền bạch trì chúng long tượng nơi pháp đình đó phải quán nghĩa đệ nhất. Thấy được trước khi mở miệng cái đó nó sẵn rồi, nhưng mà vì các ông chưa thấy cho nên là thôi phải nói vậy thôi. Cho nên ở đây sư mới liền nói ngay cái đó, thì sư mới bảo quả thực vậy, chẳng biết ngu đến chết người. Ngay câu đó thì ngài nói thì quả thực vậy, chẳng biết như thầy ngu đến chết người, đó là nhắc rõ ràng, cần phải đợi nói gì nữa. Cho nên thì lúc đó có vị tăng bước ra chúng hỏi vậy, thế nào là nghĩa đệ nhất? Vậy thế nào là nghĩa đệ nhất? Nếu mà gặp là giảng sư á thì chắc là phải giải thích nghĩa đệ nhất này là tức là chỉ cho cái nghĩa chân thật thông hai, rồi nó là chỉ cho cái nghĩa rốt ráo rồi, không nói một dọc hơi thì sao thành ra đệ mấy rồi, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ rồi. Cho nên ở đây với thiền sư không thì ngài đáp mai vừa đã nói xong. Nói ở chỗ nào? Hỏi thế nào là nghĩa đệ nhất thì chưa đáp là mai vừa đã nói xong, vậy nói chỗ nào đâu? Cho nên đó là để thấy là nghĩa đệ nhất mở miệng ra thì thành ra đệ nhị rồi, thứ hai, thứ ba rồi, phải không? Nghĩa đệ nhất cho nên đó là phải thấy được chỗ trước khi mở miệng. Do đó mà ông tăng hỏi vậy chứ, vậy thì làm sao mà lãnh hội? Nói như vậy thì làm sao mà lãnh hội được? Thì sư có bảo mau lễ ba lại đi. Như vậy đã nói như vậy rồi mà còn hỏi nữa thì như vậy mà nếu mà ngay chỗ này mà còn chần chờ trả giá thì sao? Cho nên ngài bảo mau lễ ba lại ngay đó thì lễ liền đi, còn chần chờ mà trả giá tới lui đó là sao? Đó là bị đánh đuổi ra. Cho nên sư mới lại nói đại chúng
hãy nói cái ngu đó rơi trên phần của ai, cái ngu đó đó giờ rơi trên phần của ai, mình có phần đó không? Thử hỏi mình có phần đó không à? Cho nên ở đây á, là mỗi người đó cần thấy được cái ngu này đó, cái ngu đó đó có ai thiếu không? Thử hỏi trong đây á, có ai thiếu cái ngu đó không? Nói thử rồi. Có ai thiếu không? Nếu bảo không á, nếu mà không chịu á, nếu mà không á, tức là không có cái ngu đó thì sao còn chưa hiểu chưa nhận, phải không? Không có ngu đó thì sao chưa hiểu chưa nhận. Còn nếu bảo có thì sao? Có là sao không nhận cái ngu đó đi? Đó là cái chỗ đặc biệt. Vậy thì làm sao mà phá được cái ngu này đây? Làm sao phá được? Thì cũng lễ bái ba lại đi. Vậy lễ đó lễ cái gì? Ngài bảo là mau lễ ba lại đó. Thì vậy lễ đó lễ cái gì? Có phải là lễ cái ngu đó không? Lễ cái ngu đó chứ gì? Đó. Đó. Cho nên thấy được ở chỗ đó thì phá được cái ngu này. Ba lại đó là lại cái ngu đó giống gì đó. Đó, thì thôi cái chỗ đó là để dành cho mọi người. Đây bài thứ 247 là còn chưa ngộ. Sư cùng với Hòa Thượng Minh đi đến phản trong hoài, gặp có người kéo lưới, có con cá từ trong lưới nhảy vọt ra. Sư mới nói, giỏi thay, huynh Minh, giống hệt một nạp tăng không khác. Thì Hòa Thượng Minh đó mới nói, tuy nhiên như thế đâu bằng ngay buổi đầu chẳng vào lưới thì tốt hơn. Thấy không? Thì sư bảo huynh Minh, ông cũng còn thiếu ngộ. Cái nguyên văn đó là khiếm ngộ đó, thiếu ngộ. Thì Hòa Thượng Minh đó đến giữa đêm mới tỉnh. Đây là cái chỗ mà đặc biệt đó, cũng là cái chỗ mà kinh nghiệm sống đó, không phải là cái chỗ mà gọi là lý luận nói chung. Để thấy rõ không? Nhiều khi mình cũng còn kẹt ở trên cái lý luận. Hai người đi đến cái phản trong hoài, thì sư nghe là thấy người kéo lưới đó, kéo lưới thì có con cá nó ở trong lưới, cái nó nhảy vọt ra. Sư mới nói với Hòa Thượng Minh, đó giỏi thay huynh Minh, giống hệt một nạp tăng không khác, tức là nạp tăng đó phải như vậy đó, ở trong lưới đó nhảy vọt ra, chịu không? Nhưng mà Hòa Thượng Minh đó không chịu, ổng không như vậy nhưng mà đâu có hay, thay gì vào trong lưới mà nhảy rõ ra để thay vậy, thay đừng vào lưới hay hơn. Phải không? Nghe có lý không? Là thử hỏi có lý không? Thay gì phải đợi vào trong lưới rồi nhảy giọt ra, rồi bây giờ đừng vào lưới để hay hơn không? Cái nào hay hơn? Đó là cái chỗ mà kinh nghiệm sống đó, phải không? Tại sao là phải đợi vào lưới nè, rồi phải nhảy ra cho mệt nhọc vậy, phải không? Cho nên đây là cái chỗ rất là tế nhị. Nếu mà mình đối với người mà còn gọi là mê lý luận và kẹt trong lý luận á, dễ bị lừa lắm. Nghe ta lý luận như vậy thì chịu liền, phải không? Đợi phải nhảy vào lưới nè, rồi nằm ở trong lưới, rồi mình nhảy đột ra thì tốn công bao nhiêu, thay vì ban đầu thì đừng vào lưới thì phải thảnh thơi không? Nghe lý luận thấy hay không? Chịu liền, phải không? Đó, cho nên mấy anh mà ham lý luận thì phải để ý vô này. Nhưng mà ở đây á, thì và thì sư, tất nhiên là thiền sư Thâm đó, ngài không cần phải lý luận nhiều. Ngài bảo là huynh Minh, thôi ông cũng còn chưa thiếu, ông còn thiếu ngộ lắm, ngài không cần phải lý luận nhiều. Nhưng mà chính cái câu đó đó mà ông Hòa Thượng Minh ông cũng phải thắc mắc không? Tới nghĩa là giữa đêm á, về nghĩa là về chỗ ngủ rồi, tới giữa đêm đó mới tỉnh được cái câu nói đó. Tại nó không cần nói nhiều. Như vậy thì tại sao này, thiếu ngộ ở chỗ nào? Chính ở chỗ đó mình thấy rõ.
trên lý luận thì mình nghe như có lý, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Bây giờ dù cho có lý luận hay như vậy không, nhưng mà nói gì thì nói đi, nhưng mà hiện giờ á thì ông đang ở trong lưới này thì sao đây nè, hiện giờ ông đang trong lưới này thì sao đây. Trên lý luận á thì ông nói lý luận như vậy thì hay đó, nhưng mà hiện giờ thì mọi người đang ở trong lưới đây nè, ai cũng đang ở trong lưới này hết thì sao? Cho nên đời như vậy thì bảo đừng vào lưới có được không? Cái thực tế là mọi người đang nằm trong lưới đây, nằm trong lưới đây mà ngồi đó mà để mà lý luận á chứ khỏi được không? Cho nên sao bằng ngay ở trong lưới này, ngay ở trong trần lao này mạnh mẽ để mình tỉnh ra, nhảy ra, thì cái đó mới là có sức sống tự tại, mới là sức sống chân thật, phải không? Ngay trong lưới này, ngay trong cái trần lao hiện tại đây mà mình nhảy ra thì đó là thực tế. Còn nằm ở trong lưới này mà ngồi cái nhớ cái thời mà ở ngoài lưới đó, nhớ mà có khỏi lưới được không? Đó. Đang nằm trong lưới vậy cứ nhớ cái thời chưa vào lưới đó, nhớ tới bao giờ rồi lý luận tới bao giờ mới hết khỏi lưới. Rồi cho nên chính cái chỗ đó mà ông Hòa Thượng Minh đó tới nửa đêm mới tỉnh nổi ở chỗ đó, để thấy rằng nhiều khi mình bị cái lý luận nó gạt, nó lừa. Nghe nói hay hay thì thấy giống như có lý, nhưng mà quên mất cái thực tế của cái người đang sống. Có kinh nghiệm, có sống rồi thì mới có những cái nói nó thực tế, xác thực hơn, phải không? Bảo chưa vào lưới thì hay hơn. Nhưng mà bây giờ mình đang ở trong lưới đây nè, mỗi người ai cũng vậy hết, người nào cũng như người nào đang ở trong lưới đây thì sao đây? Đó. Cho nên chính đang ở trong lưới đây mà nhảy được ra thì đó mới là hay, phải không? Đang ở trần lao sẵn đây nè, đang ở trong mê đây nè, mày vượt qua thì đó mới là cái thực tế. Đó. Còn nằm ở đây mà ngồi cứ tưởng trong cái thời mà chưa vào lưới đó, phải không? Thì có được cái gì? Đó là cái mà cái kinh nghiệm để cho mình thấy rõ, chứ còn không để cho dễ mắc kẹt ở trong cái lý luận. Bài 248 là ví dụ thiền và kinh. Đây là thiền sư cư thuyết chân tịnh ở viện tịnh trụ Hàng Châu. Sư đến tham vấn ngài Đạt Quán và hỏi về kinh luận con hiểu chút ít, còn về thiền thực không tin nổi, mong thầy giải quyết nghi ngờ cho. Đạt Quán mới bảo: đã chẳng tin thiền thì đâu thể rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh, kinh là màn lưới của thiền. Nắm được giường mối là lưới theo, rõ được thiền mới hiểu được kinh. Sư thưa, xin thầy vì con nói thiền. Thì đây ngài Đạt Quán mới bảo: về sau văn dài. Sư mới thưa: thế ấy thì kinh và thiền là một thể. Thì ngài Đạt Quán mới bảo: Phật và tổ chẳng phải hai tâm như bàn tay co lại thành nắm tay, rồi nắm tay xè ra thành bàn tay. Sư nhân đây có tỉnh, bèn làm bài kệ. Đây là bài kệ: nhị thập dư niên dụng ý sai, cơ phiên tằng bả, chứ không phải là thành, cơ phiên tằng bả thử tâm khôi. Chữ bả cũng là dấu ngã. Như kim lão đảo, chứ không phải là nguyên lão đó. Như kim lão đảo phùng tri kỷ, lão có khi đọc liêu á. Lý bạch nguyên lai thị tú tài, tức cái bài tạm dịch là: 20 năm ngoài dụng ý sai, bao phen nắm bắt tâm cho này. Rồi cái chỗ này cũng sửa lại chút nè: như nay ngược dòng đó, thì phải là nay đây lận đận gặp tri kỷ, lý bạch nguyên lai ấy tú tài. Thì ở đây là ngài cư thuyết chân tịnh, khi mà ngài đến tham vấn ngài Đạt Quán thì ngài mới hỏi về kinh luận thì con đã hiểu chút ít rồi, còn về thiền thì thực không có tin nổi, mong thầy giải quyết nghi ngờ. Thì như vậy để thấy sao, ngay đây là ngài còn mắc kẹt trên cái niệm hai bên, không? Cho nên không hiểu nổi, còn thấy có kinh khác, có thiền khác, không? Cho nên là về kinh thì hiểu, nhưng mà về thiền không hiểu nổi. Đó, thấy có hai, kinh khác, thiền khác, chính vì cái thấy khác đó mà không có hiểu chứ có gì đâu. Bởi vì mê á, thì thấy thiền, thấy kinh, thành ra sai khác, phải không? Còn nếu ngộ thì sao? Đồng một tâm thôi chứ có khác gì đâu. Cho nên ở đây ngài Đạt Quán ngài nói chẳng tin thiền thì đâu thấy rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh,
kinh là màn lưới của thiền, nắm được diện mối thì lưới theo, rõ được thiền thì mới hiểu được kinh. Đó. Ngộ chỉ đồng một tâm thôi, chứ có gì khác. Nghĩa là kinh á là cái gì? Kinh cũng từ nơi tâm Như Lai nói ra chứ gì, phải không? Kinh từ nơi cái tâm ngộ của Như Lai ngài nói ra, còn thiền á là cái chỗ tâm sống của Như Lai thôi. Thiền ở chỗ sống, ngài từ cái chỗ tâm sống đó mà phát ra kinh, chứ có gì khác. Thì như vậy rõ được cái tâm đó thì thấu hết, mới thấu được, mới thấy hết được cái ý nghĩa thâm sâu chứa đựng ở trong kinh, phải không? Tức là rõ được nơi tâm đó thì mới thấu tột được những cái ý mà sâu xa đó ở trong kinh, cũng như nương nơi kinh đó thì mới bày rõ được cái tâm đó nó không sai. Nương kinh bày rõ được tâm, sáng được tâm thì thấu được kinh. Như vậy thì để thấy rõ cốt đó là mình dứt cái niệm thấy hai, cái thấy phân biệt đó, thì ngay đó tự sáng mới thấy rõ. Nghĩa là xưa nay cũng không có cái thứ hai. Còn phân là kinh, phân là thiền, thì chính cái niệm mà phân chia đó là nó tự nó che rồi. Cho nên khi mà ngài Đạt Quán ngài giải cho thấy như vậy rồi, sư thưa bây giờ thì như vậy thì xin thầy vì con nói thiền coi. Ngài Đạt Quán ngài giải như vậy đó, thì ngài Chân Tịnh á, ngài như vậy thì giải như vậy thì cũng là giải thích, phải không? Bây giờ xin vì con nói thiền coi. Thì ngài Đạt Quán ngài nói về sao văn dài, tức là sao về sao văn dài xin nói thiền. Thì ngài nói về sao văn dài, văn dài tức là kinh, tất nhiên là sao như vậy, để thấy rằng ngài ý là nó cũng không có khác, ngay từ đó mà nó phát ra thôi. Cho nên sư thấy được ý đó mới nói thế ấy thì kinh và thiền một thể, không có hai. Hỏi thiền nhưng mà ngài nói về sao văn dài, tức cũng không rời kinh, thì sư mới, tức ngài sư mới thưa là thế ấy thì kinh và thiền một thể. Ngài Đạt Quán bảo Phật và tổ đó chẳng phải là có hai tâm, tất nhiên là đây ngài nói là kinh là Phật, Phật nói, thiền là tổ chỉ, thì như vậy cũng không phải là hai tâm, như bàn tay co và nắm lại thành nắm tay thì nắm tay sẽ ra thành bàn tay vậy thôi, nó cùng một thể vậy thôi. Nhưng mà mình vì cái tâm phân biệt rồi thấy có khác, do đó mà chính cái tâm phân biệt đây kia đó mà rồi khi sanh ra khen chê rồi tự che lấp. Cho nên đây khi mà ngài Chân Tịnh ngài tỉnh rồi thì ngài mới làm bài kệ đó. Bài kệ đó ngài nói rõ lên cái coi như là cái sự mê lầm của mình từ trước tới giờ. Cho nên mới nói là 20 năm ngoài dũng ý sai, bao phen nắm bắt tâm cho này. Tức là sao? Tức là ngài mới thuật lại coi như là 20 năm qua đó đã mê lầm, đã lầm lẫn, thấy không? Nghĩa là dụng tâm sai, chạy theo bên ngoài rồi nắm bắt cái tâm cho. Tâm cho tức là cái gì? Tất nhiên là để dứt bạc đó, làm cho chết đi đó, nghĩa là làm cho nó chết đi, bỏ cái động về cái tịnh, thấy coi như là có phân biệt, có hai bên. Thì bây giờ là mới biết là lầm. Nhưng mà biết lầm là sao? Khi biết lầm tức là hết lầm, biết lầm tức hết lầm thôi, chứ có gì khác. Cho nên nay đây lận đận gặp tri kỷ, tất nhiên là nhọc nhằn vất vả đó, bao phen đó, không? Từ trước tới giờ vất vả đó, bây giờ gặp được tri kỷ rồi á thì mới tỉnh ra lý bạch nguyên lai là tú tài vậy thôi. Tức là lý bạch là nguyên là ông tú tài, chứ có gì khác đâu. Chỗ khác gọi là sư cô nguyên là người nữ. Vậy thì tỉnh ra được cái gì? Tỉnh ra thì mới hay, nghe là không có gì khác, không? Được mất đều quên, không còn có thấy có được có mất. Còn lúc trước á tưởng đâu có cái gì khác, không? Rồi muốn mong cầu bỏ cái này để tìm cái kia, như tưởng như được cái gì. Tỉnh ra rồi mới thấy chính cái lầm mình xưa nay thôi. Nhưng mà khi biết lầm thì hết lầm, chính đó là cái chỗ dùng xưa nay của mình mà mình tự mê vậy thôi, thì có gì khác. Đó là cái lầm. Bởi vì nhiều khi rồi mình
còn có cái tâm mà gọi là phân chia, là thấy đây khác kia khác, mà chính như vậy đó thì có khi thì mình nghĩa là trong nhà thiền rồi, mà nếu còn cái tâm phân hai vậy đó thì cũng thấy thiền khác rồi kinh khác, hoặc là thiền khác rồi tịnh khác mật khác rồi lung tung hết, phân biệt đây kia rồi, nghĩa là tâm nó cũng nghĩa là nó không có chuyên nhất. Thì như vậy có khi mình đang sống ở trong thiền mà rồi làm sao sống ở trong thiền nhưng mà rồi tự mình lại xây lưng với thiền trái, đang sống hàng ngày đó mà rồi cũng bỏ quên đó, rồi cũng nghĩa là đi tìm cái khác nữa, phải không? Thì như vậy tức là sao? Tức là tự mình phủ nhận mình, phải không? Thì chính những chỗ đó là những cái điểm mà muốn đánh thức mình, nghĩa là khéo tin nhận thì ngay chỗ sống hàng ngày của mình đó đầy đủ hết à. Mà còn cái tâm phân dân á, rồi cái tâm đây kia đó, chính cái tâm đó đó rồi nó tự che mờ mình, rồi có khi sống ở đây nhưng mà rồi nghĩ ở kia, phải không? Sống ở đây nghĩ ở kia, thì như vậy là làm sao mà mình có thể là cảm nhận hết trọn vẹn được những cái sâu xa của chính ngay chỗ này. Thành ra đó gọi là có khi thì mình gọi là coi như là trước mắt mà lầm qua là như vậy đó, đang đó nhưng mà rồi nghĩa là xây đứng mình, tự nghĩa là che lấp mình như vậy. Rồi có khi á thì mình nghĩa là ở trong viện lâu năm nhưng mà rồi tu hành thấy nó cũng không có kết quả gì mấy, cũng không có tiến bộ gì nhiều, rồi cái sanh chán bởi vì ở đây mà cứ nghĩ bên kia, rồi lâu lâu thấy thấy thôi ở ngoài chắc là nó có cái gì hay hơn, ở đây cũng nhiều, thấy cũng ngày cứ chiều ngồi thiền, tối ngồi thiền, kia ngồi thiền, rồi nghĩa là ngày nào cũng như ngày nấy, thấy cũng bình, cũng không có gì lạ hết, đi ra ngoài chắc có nhiều cái hay hơn, phải không? Rồi thành ra chính như vậy đó là những cái tâm niệm đó là những cái tâm niệm mà coi như mình chưa có đủ cái niềm tin là thứ nhất, thứ hai là chưa không đủ niềm tin cho nên đâu có hết lòng tha thiết để mà thực hành cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn, vì vậy mà nó không có thiếu cái kết quả, phải không? Còn nếu mà đủ niềm tin, đầy đủ niềm tin thiết tha thì kết quả nó trước mắt vậy thôi. Mình thấy như ngài Thủ Sơ, chỉ có nghĩa là khi mà tâm mà nó chuyên nhất rồi á, qua một đêm trằn trọc rồi sáng ra gợi cái nhà là thấy liền. Còn mình là nhiều khi nghĩa là đánh cho đau rồi cũng chưa có tỉnh nữa, để nói gì gợi nhẹ, phải không? Đó là những cái mà phải để ý cho nó chín chắn. Thôi bữa nay thì mình học tới đây rồi. Bài 249 là chẳng được kiêng bỏ thiền sư sùng áo, chúng ta đừng cho thiền và kinh gọi mà thiền sư sùng áo ở Tây Lâm Nam Nhạc, có vị tăng hỏi một đáp thì chủ khách rõ ràng chẳng hỏi chẳng đáp, làm sao biện biệt? Sư đáp: ngồi chỉ là ngồi, đứng chỉ là đứng. Ông tăng mới hỏi vậy liền: thế ấy hỏi thì sao? Sư bảo là đầu lưỡi để trên ổ gà. Tăng lễ bái, sư nói chẳng được kiêng bỏ. Kiêng bỏ tức là chữ quý khước, kỵ kiêng không được động đến, giống như không được động đến, tức là chẳng được quý kỵ. Thì như vậy ở đây là ngài sùng áo, thì cái câu hỏi của ông tăng cũng là một câu hỏi mà gọi là khó trả lời. Một hỏi một đáp thì chủ khách rõ ràng, tất nhiên là có hỏi có đáp thì có khách có chủ rõ ràng, hỏi là khách mà đáp là chủ thì có chủ có khách rõ ràng. Bây giờ chẳng hỏi chẳng đáp thì giờ làm sao biện biệt? Mà nếu không biện biệt cái này thì sao mà gọi là mắt sáng được? Thì giờ làm sao biện biệt nổi?
chẳng hỏi mà chẳng đáp, thì vậy làm sao? Nhưng mà sư chưa đáp đơn giản, ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng thôi. Thì như vậy làm sao? Bởi vì có hỏi có đáp tức là có đối đãi, không? Có đối đãi thì có thì dễ phân biệt chủ khách rõ ràng. Giờ chẳng hỏi chẳng đáp tức là bật đối đãi. Thì khi mà bật đối đãi đó thì làm sao biện biệt? Nếu mà bật đối đãi thì lại thành lờ mờ hay sao? Không đối đãi thì không phân biệt được thì lờ mờ hay sao? Cho nên cái chỗ này là giống như là hỏi mà hỏi để mà dò chủ đó, coi ông chủ là có sáng mắt không. Nếu mà chủ mà bị hỏi câu này lờ mờ rồi thì thì sao? Còn sự thật á, nếu mà chủ mà nghĩa là sáng rõ ràng thì ngay khi mà hỏi đó thì sao? Chính ngay hỏi đó thì chủ khách rõ ràng rồi. Người hỏi câu này đó là gì? Thành ra mình theo câu hỏi đó là bị mê, không? Cho nên chính khi mà đặt ra câu hỏi đó thì người hỏi lại gì rồi? Thì ngay đó chủ khách cũng rõ ràng. Đó. Sư đáp ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng nè. Thì ngay đó là cái gì rồi? Đó. Cho nên người khéo thì ngay đó liền thấy ngay nào chủ khách vẫn rõ ràng. Đó. Nhưng mà ông Tăng hỏi thêm, nhưng mà thì khi mà liền thế ấy á, mà lãnh hội thì sao? Ngài đáp rõ, nghĩa là ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng. Nhưng mà ông Tăng còn hỏi thêm, như vậy thì khi mà liền thế ấy, liền lãnh hội thì sao? Sư đáp đầu lưỡi để trên ổ gà, tức là sao? Ngậm miệng. Như vậy mà còn cố hay không? Còn cố để mà nói, cố để mà hiểu á, thì rơi trên ngôn ngữ rồi. Đây đầu lưỡi đến là ngay đó thì chỉ ngậm miệng thôi. Thì ông Tăng liền lễ bái sư bảo chẳng được kiên bỏ. Tuy nhiên như vậy cũng chẳng phải là một bề mà không nói. Đầu lưỡi để trên ổ gà tức là ngậm miệng lại, nhưng mà cũng không phải nghe như vậy rồi á thì cứ một bề nghĩa là không nói gì hết thì cũng coi là mắc kẹt. Cho nên đó là cái chỗ đặc biệt, mà nhất là đây là cái chỗ là thể nghiệm chứ không phải là cái chỗ lý luận. Vì vậy cho nên phải là người thật sự đạp đến trong cảnh thì cảm nhận rõ ràng thôi, còn đối với người ngoài thì đứng ở đây dòm thôi chứ khó mà gọi là dùng cái gọi là cái tình thức để mà suy hiểu được. Thì khi dùng tình thức để suy hiểu, suy gẫm đến ở chỗ này á thì rõ ràng chính đó là khách rồi. Đó, cho nên chỗ này chỗ rất là coi như là tế nhị, phải nhìn thật sâu mới có thể cảm nhận được. Bài 250 là chẳng còn cái gì. Đây là thiền sư Đạo Duyên. Duyên là y ngắn chứ không phải là Đạo Duyên. Duyên dê y ngắn, tiếng là dê đê y ngắn. Thiền sư Đạo Duyên ở Động Sơn, Thủy Châu, Nhân Tào Sơn có lời dạy: có một người nhầm trên đỉnh núi cao muôn trượng, gieo mình thẳng xuống, đấy là người gì? Nhà trong chúng không ai đáp được. Sư bước ra thưa: chẳng còn. Thì chẳng còn, thì ngài mới hỏi lại chỉ chẳng còn cái gì. Sư mới thưa là mới đập chẳng nát. Thì ngay đó Tào Sơn liền chấp nhận. Thì như vậy đây cũng là một cái đoạn mà khó thấu. Ngài Đạo Duyên á, ngài Nhân ở trong cái hội ngài Tào Sơn, thì Tào Sơn dạy là có một người nhằm ở trên đỉnh núi cao muôn trượng mà gieo mình thẳng xuống, đấy là người gì? Ở trên núi cao muôn trượng rồi gieo mình thẳng xuống, như vậy là người gì? Thì đa số người nghe như vậy đó thì suy nghĩ không biết người đó là cái người gì, không? Ở trên núi cao muôn trượng vậy nào mà rồi cái gieo mình thẳng xuống thì không kể thân mạng gì hết. Nhưng mà nếu mà nghe nói người á thì hiểu là người là lầm. Thì như vậy đó là muốn chỉ cái gì? Ở trên núi cao muôn trượng mà gieo mình xuống á, thì như vậy thì có cái chỗ gì để cho mình bám? Cho nên đây có thể nói là
tìm tộc cả mười phương á, thế giới cũng không ai là người có thể so sánh với cái kẻ ấy được. Phải thấy tộc vậy đó, chứ còn nghe nói người rồi cái tưởng là một người gì đó là theo câu hỏi, bị câu hỏi gạt. Tức là đây là muốn chỉ cái người chẳng cùng muôn pháp làm bạn. Nghĩa là, thì cái người này nghĩa là trên núi cao muôn trượng như vậy mà gieo mình thẳng xuống thì đâu có chỗ gì để mà bám, không kể gì tới thân mạng. Còn nghe nói người gì liền tưởng người gì á, thì đó là còn bám vào một cái ngã. còn bám vào cái ngã thì làm khó thấy được cái người này. Cho nên đây là thấy cho tột, cả mười phương thế giới cũng không có một người có thể so sánh kịp với người này. Nhưng mà đây khi hỏi như vậy thì trong chúng không ai đáp được hết, bởi vì còn bám vào một cái ngã thì không thể nào mà thấy được cái người này. Cho nên sư liền bước ra chư thưa, chẳng còn, đáp rất là khéo, không có nói người gì hết, không nói người gì hết, chỉ nói là chẳng còn vậy thôi. Thì ngài Tào Sơn ngày mới gạn lại, vậy thì chẳng còn là chẳng còn cái gì. Đó là một câu gạn lại, nhưng mà cũng là một cái bẫy. Nghe nói chẳng còn cái gì đó, không thì sao mình mà còn có cái gì đó, tức là còn có cái ngã, thì khó mà qua được. Cho nên sư liền đáp mới đập chẳng nát. Tào Sơn liền chấp nhận, đáp rất là khéo. Ngài không nói là người gì hết, không đá động tới người gì hết, nhưng mà đã đáp rất là khéo léo. Nghĩa là chẳng còn thì chẳng còn cái gì, khi chẳng còn á thì mới đập chẳng nát. Tức là buông sạch hết tất cả, không còn gì để nương tựa nữa, thì cuối cùng ai dối được mình. Thì đến chỗ đó là hết còn chỗ gì để phân tích, thì mới đập chẳng nát. Đến đó không còn chỗ nào để phân tích được hết. Thì như vậy rõ được cái người đó. Cho nên cái trên là phải dứt sạch hết mọi cái chỗ nương tựa, hết cái chỗ mà gọi là bám, chỗ phân tích, thì là nó rõ ràng, nó hiện tiền. Cho nên ở đây coi như là thấy được, đến được như vậy đó, thì mới gọi là uống cạn được nước Tây Giang. Thấy được cái người mà chẳng cùng phương pháp là bạn đó, người mà chẳng cùng phương pháp là bạn đó. Cho nên nghe nói người rồi cái tưởng người gì đó là còn mắc kẹt trên cái ngã, khó mà thấy được. Nhưng về sau thì tức là khi mà sư mà ra giáo hóa rồi đó, thì có vị tăng hỏi sư: thỉnh hòa thượng thầm trao chân tâm. Sư đáp: nói dối trong ấy không người sao? Thì như vậy là sao? Ông tăng hỏi là thỉnh hòa thượng thầm trao chân tâm. Thì như vậy câu hỏi á, nghe thì nghĩa là tưởng đâu là có cái gì đó, hay không, để mà thầm trao á. Thì nếu mà ông thầy mà nghe hỏi như vậy á, thì rồi cũng là nói, trao nói thế này thế nọ thế kia, khiến cho cái người học nghĩa là họ càng lầm thêm á. Thì như vậy thầy trò nhiều khi cũng lầm lẫn hết, hay không? Nghe nói thầm trao á, thì nghĩa là đáp cái gì đó để giống như là có cái gì đó, ta tưởng là có cái gì đó để thầm trao, thì đó là làm lầm cả hai. Ở đây thì sư rất là coi như hỏi ra thì sư đã thấy thấu cái tâm can của cái người hỏi rồi, không? Cho nên vừa hỏi như vậy thì sư đáp: nói dối trong ấy không người sao? Thì như vậy có trao chưa? Nói dối trong ấy không người sao? Chân tâm là cái gì mà thầm trao? Vậy giờ mình đặt câu hỏi lại. Vậy chứ ông vừa nói với ai đó, hỏi thế là thỉnh hòa thượng thầm trao chân tâm, thì giờ mình đặt câu hỏi lại, vậy chứ ông vừa nói với ai đó, thì ngay đó thấy được cái, thấy được chưa? Cho nên sư mới nói rằng ông nói dối trong ấy không người sao? Thì ngay đó là có trao chưa? Đó là cái khéo léo của ngài. Nghĩa là ông tăng thì coi như giống như là định là đến để mà làm mờ mắt ngài, hay không? Nhưng mà ngài thấy suốt hết ruột gan của ông rồi,
cho nên rồi ông hết chỗ mở miệng hỏi rõ ràng đó, không đòi trao cái gì nữa, chân tâm của mình không, mà đến xin người ta trao á thì trao cái gì. Đó là cái chỗ ngài đáp rất là, nghe là khéo léo.